mọi người, để mặc đồ đẹp thì nội y đóng một phần cực kỳ quan trọng trong cái việc tôn dáng của chúng ta. Cho nên hôm nay video clip này Hana sẽ chia sẻ cho mọi người cách mặc nội y cho từng loại trang phục khác nhau nha. Vậy thì chúng ta nên mặc nội y gì cho áo hở lưng, áo cúp ngực hoặc là đồ bó sát? Cái loại áo đầu tiên mà Nam muốn nói đến đó là áo hở lưng. Những bạn nào follow Na thường xuyên thì chắc là biết là Na rất là thích mặc áo hở lưng. Lý do là vì Na thấy là hở lưng thì nó rất là sexy mà không có bị lố quá. Còn mặc áo hở ngực thì đôi khi nó lại phản cảm hơn. Cho nên là Na có rất là nhiều công cụ để mặc áo hở lưng cho đẹp. Thì cái công cụ đầu tiên mà nó có đó là cái nhánh ngực như thế này. Thì cái miếng này sử dụng rất là dễ và nó cũng không có quá là mắc tiền á. Bán rất là nhiều nơi ở ngoài thị trường có. Thì chúng ta, cái đây là có cái miếng gel ở đây nè. Chúng ta tháo ra thì nó có keo ở trong. Thì chúng ta chỉ cần dán lên ngực hai bên như này. Cái size mà Na có đây là size nhỏ. Thì dán lên ngực hai bên xong rồi kéo vào, móc lại ở đây thì là nó sẽ có cái khe ở giữa nhìn rất là đẹp. Thì cái áo này khi mà mặc áo hở lưng thì ngực của mình vẫn đứng và nhìn rất là đẹp. Cái miếng này nó có bông mút nữa cho nên là bạn nào mà hơi bị xẹp á, thì cũng có thể sử dụng cái này và mặc không có bị mất tự tin đâu. Còn bạn nào mà ngực đã đẹp rồi, không có cần phải độn thêm á, thì mọi người có thể dùng cái miếng dán bằng silicone như này. Miếng này mỗi miếng thì cũng có vài chục nghìn thôi. Có nhiều nơi bán lắm. Thì đây Na hay dùng, Na dùng cái miếng này rất là thường xuyên. Dán lên cái đầu ti để khi mà chúng ta mặc áo thì nó không có lộ ti ra ngoài ha. Hoặc là có cái miếng dán này là to hơn một chút, cũng là dán ti, to hơn một chút, to hơn cái miếng silicone một chút, mọi người có thể thấy nè. Cái miếng này á thì tiện lợi thêm một cái nữa là nếu mà chúng ta mặc áo mà hở ngực hoàn toàn ở phía trước á, thì thay vì chúng ta dán ngang như thế này thì chúng ta có thể dán dọc, thì nó sẽ mặc vẫn đứng ngực và không có lộ ở phần ở giữa. Thì lát nữa Hana sẽ mặc cho mọi người xem nha. Rồi, cái loại áo ngực thứ hai mà Hana rất là hay thường sử dụng đó là áo ngực ngang. Ở đây Hana có hai loại áo ngực ngang khác nhau. Loại này thì push up nhiều hơn nè. Cái này là của Coral V. Còn cái này là một cái áo mà Na hay mua ở bên Mỹ, thì cái này push up không có nhiều. Nhưng mà cái này á, thì cái phần thân nó rất là dài và có nhiều thun cho nên là rất là khó bị tuột. Mặc hầu như là không bao giờ bị tuột luôn đó mọi người. Còn nếu mà ai mà người mà mồ hôi hoặc là hay bị tuột áo á, thì mọi người nên tìm những cái loại mà ở dưới thân gọng này nó có thêm cao su ở bên dưới này thì nó sẽ bó sát và không bị tuột nha. Rồi cái loại thứ ba mà Na rất là thích đó là áo push up. Thì những cái áo này, những cái áo này á, mình sẽ mặc khi mà mặc áo bó thì có một chút push up lên thì mình sẽ nhìn sexy và nhìn đẹp hơn. Hoặc là khi mà mặc áo hở ngực một chút chẳng hạn thì Na sẽ mặc có mút một chút để nhìn cho nó sexy hơn. Bình thường á, ngực châu Á của mình thì không có lớn như là ngực của các bạn Tây, cho nên Na thích chọn những cái kiểu mà shape tam giác như thế này. Xong rồi hai cái đồ push up á, là nó nằm phía một bên, nó nằm phía một bên thay vì nằm phía bên dưới, nằm ngang bên dưới. Tại vì nếu mà nó push một bên như thế này á, thì nó sẽ đẩy ngực hai bên vô thì nhìn nó sẽ đẹp hơn là đẩy ở dưới lên. Tại đẩy ở dưới lên như thế này thì khi cúi xuống nhiều khi bị lộ hàng á. Còn nếu mà chúng ta đẩy từ hai bên vô thì cái khe nhìn nó sẽ đẹp hơn. Nhất là những bạn mà ngực nhỏ thì nên chú ý tìm những cái áo ngực như thế này. Rồi nếu mà mặc những cái áo mà không có hở quá nhưng mà cổ chữ V hơi sâu á, thì Na sẽ chọn những cái loại áo ngực mà với chữ V xuống như thế này thì mặc vô nó cũng sẽ không có lộ áo ngực. Đối với những cô nàng mà hơi mập một chút hoặc là bụng hơi to thì Na khuyên á, là nên mặc những cái bộ bodysuit như thế này. Nó sẽ bó được cái phần bụng, bó được khắp cơ thể. Thì khi mà chúng ta mặc áo đầm hoặc là quần áo vào thì nhìn nó sẽ mượt và nhìn nó sẽ thon gọn hơn. Na thường thường là hay có hai màu, đó là màu nude và màu đen, tại vì hai màu này dễ mặc đồ nhất nè. Bạn nào mà thích mặc áo kiểu tank top, mà nếu mà chúng ta mặc một cái áo ngực bình thường á, thì nó sẽ lòi hai cái dây bên trên nhìn cũng khá là phản cảm. Cho nên bình thường á, khi mà mặc những cái áo như vậy là Na sẽ chọn những cái áo ngực mà phía bên sau nó xéo vô như thế này, thì khi mặc vô nó sẽ không lòi ra ha. Chút xíu Na sẽ mặc cho mọi người xem nha. Còn
Còn Na cũng muốn đưa cho mọi người một lời khuyên nữa. Khi mà chúng ta mặc bộ đồ bó sát mà chúng ta mặc áo ngực ren thì nó rất là dễ bị lộ cái vân lên cái áo, thì nhìn nó cũng không đẹp. Cho nên là bình thường á, để mặc những cái bộ đồ bó thì Na sẽ tìm những cái áo ngực mà có ở trên như thế này thì nó sẽ không có bị lộ ra ngoài. Ngoài ra thì như hồi nãy Na mới chia sẻ là màu nude là một cái màu rất là quan trọng. Khi mà chúng ta mặc đồ trắng hoặc là mặc đồ đen hoặc bất kỳ màu nào thì nó cũng sẽ không có bị lộ ra ngoài. Cho nên là mọi người nên nhớ sắm màu nude nhiều nhiều một chút nha. Đương nhiên là trong tủ đồ của Hannah thì cũng có những cái bộ nổi hơn một chút, như là cái áo này chẳng hạn. Cái này thì thường thường dành để mặc buổi tối. Để làm gì thì hôm nay sẽ không mật mí đâu nha. Đó là phần trên, còn phần dưới thì cũng góp phần cực kỳ quan trọng để tôn cái vòng ba của mình. Thì Na cũng rất là chú ý trong cái khâu ăn mặc. Thì bình thường khi mà mặc những cái bộ đồ bó sát á, thì Na sẽ sử dụng quần dây. Đây, ở đây có một cái màu hồng của Coral V rất là dễ thương. Và lúc nào cũng có quần nút hết. Tại vì quần nút như thế này á, thì mặc đồ gì nó cũng không có bị lộ ra hết á. Tại vì nó giống như màu da của cơ thể mình mà. Nếu mà cho những bạn nào mà ngại mặc quần dây á, thì chúng ta có thể chọn những cái loại invisible, là không có cái đường may ở đây mà chỉ có dán ở đây đây nè, thì nhìn vào nó cũng không thấy gì cả. Ví dụ như bộ ba này Na mua của Coral V là có cả ba màu, màu nude, màu đen với lại màu hồng nude. Thì cả ba màu này đều rất là dễ sử dụng. Và cái vải này nó rất là mềm, mặc lên người thì giống như là một lớp da thứ hai của chúng ta. Cho nên là khi mà mặc đồ nó cũng không có lộ gì cả. Nhớ nên lưu ý là khi mà chúng ta mặc quần màu trắng hoặc là áo đầm màu trắng á, thì tuyệt đối không bao giờ mặc đồ nhỏ bên trong màu trắng nha. Tại vì như vậy nó sẽ bị lộ ra ngoài. Khi mà mặc đồ màu trắng á, thì chắc chắn là chúng ta phải mặc nội y bên trong là màu da. Đối với những bạn mà có bụng hơi to á, thì chúng ta nên sử dụng những cái quần mà có cái độ ôm bụng như thế này. Cái này gọi là quần gen hả? Thì khi mặc vô nó sẽ bó sát cái phần bụng. Còn cái phần mông á, thì nó cũng không có đường may, cho nên là nó cũng không có lộ cái viền quần. Thì những cái quần như thế này mặc vô cũng rất là gợi cảm. Mặc những bộ đồ bó sát người sẽ rất là đẹp nha mọi người. Rồi bây giờ Na sẽ thử các loại đồ cùng với nội y cho mọi người xem nha.